Biển Đông hiện là một trong những khu vực có những đường bay quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới. Sự gia tăng đột biến các hoạt động bay ngoài đường hàng không tại khu vực đó có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động bay thường lệ của các chuyến bay bình thường trên các đường hàng không ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cao nhất cho các đường bay tại khu vực điểm nóng của Biển Đông. Theo báo cáo của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines, Trung Quốc là một trong số những thị trường trọng điểm của hãng hàng không này, với tần suất bay khoảng 80 chuyến mỗi tuần.